xin ừ, theo uh, chương trình tiếp theo của chúng ta có phần trình bày ca lâm sàng của thạc sĩ bác sĩ Đặng Duy Phương ạ. Một ca lâm sàng làm chi tiêu. Xin mời. Anh. Không biết là các bạn đồng nghiệp uh, trong hội trường online có hỏi gì liên quan đến cái phần trình bày chúng tôi vừa đầu không? Và ừ, uh, xin uh, phép hỏi lại tiến uh, một chút anh uh, chia sẻ thêm cái cái mà lúc mà chúng ta thủng cái đoạn mạch à. phía xa thì chúng ta dùng cái công cụ có sẵn như nào trong một cái lép để có thể biết được ạ? À, dạ vâng. À, xin cảm ơn câu hỏi của phó sư Diệu Ngọc Quang như vậy chúng ta thể phân xa chỉnh ra lại là, là rất là hay gặp của thùng nước văn vì thư khi chúng ta quá trình các can thiệp chúng ta không không cần không kiểm soát không nhìn kỹ à, các đầu của cái gói các đầu ca ta thì rất là dễ nguy cơ các cái gói đặc biệt là các cái gói cuối cứng à, đấm thùng vào thì khi mà phật chúng ta trong quá trình mà chúng ta làm chúng ta luôn luôn phải quan sát kỹ và đặc biệt chúng ta kiểm tra chúng ta chụp cận quan thì khi mà chúng ta thấy được cái thùng ở mặt văn thì chúng ta thấy rằng cái đầu tiên cái quan trọng nhất cái mà chúng ta có trong tay hoặc là chúng ta có các cái bóng, à, chúng ta phải đảm bảo rằng chúng ta dùng cái bóng đầu tiên, chúng ta chẳng lại cái vị trí mà nó bị à, tổn thương và thời gian của à, chẳng bóng á, thì thường khoảng từ 10 đến 15 phút trong một lần và chúng ta có thể lặp lại quá trình này, à, chúng ta nong bóng giữ 10 15 phút, chúng ta xả ra cho cái dòng bóng mới, sau đó chúng ta sẽ tiếp tục à, lặp lại quá trình à, dùng bằng bóng, bóng, thì thường quá trình bằng bóng á, thì đa phần là những trường hợp mà thùng đặc biệt là không quá nghiêm trọng hoặc là thùng những cái gói mà ở những cái gói mà mình nhỏ thì lúc nó không không gây những cái 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 trang dịch hay là những cái cái biển cổ lớn thì nó tư cầm còn nếu không chúng ta có thể là cả kéo dài quá trình này có thể đến một tiếng thậm chí 2 tiếng và trong quá trình đó mà nếu chúng ta thấy rằng nó vẫn còn à, ví dụ như mình tiếp tục mình theo dõi mình cần người xem đánh giá xem có bị trang dịch ra nhiều hay không rồi mình soi giữa mặt tháng sản xem cái lượng dịch Nó có bị trang trên mặt ngoài tím hay không mà nếu mình, chúng ta theo dõi lượng nhiều có tên trạng hạ Gáp áp hay là tam chừng back thì chúng ta nên à, tiến hành chọc dịch mạch ngoài tim dưới sự hướng dẫn của cái uh, của mạng tăng sáng thì nó rất là giá trị. Vì uh, sau đó thì chúng ta bắt đầu chọn các cái phương pháp khác thì uh, như tôi đã trình bày. À, mình xem thử là uh, mình uh, tiếp tục là mình dùng tắc phần xa để chúng ta đánh giá vị trí uh, mà tắc đó nó không có uh, không có cái, cái, cái phổi cho cái cơ cơ tim mà nó không có nhiều uh, và nó không quá quan trọng thì chúng ta sẽ cân nhắc chúng ta sẽ biết các cái động mạch phân xa đó và bị thì cái cả mà có sẵn nhất là chúng ta bị bằng bằng mở từ thân mở từ thân thì chúng ta sẽ lấy ngay vị trí mà chúng ta chọc động mạch đuôi động mạch đuôi ấy, chúng ta lấy mở đó ra và chúng ta bỏ vào trong cái đuôi của vị trí của một cái micro máy micro, micro, và chúng ta bơm tới cái phần phần mà chúng ta bị bị block đó phần mà bị perforation đó và một số trường hợp mình chúng ta có điều kiện chúng ta dùng các cái cái các cái phương cái, cái gọi là cái fat fat mà cái cái, cái dùng dụng cụ chống đông máu đóng máu đóng gọi là tắc mạch thì cũng rất là tiền còn không dùng tay dùng cái phương pháp thứ ba là grass master tức là Standmark, đó là cái phương án uh, cuối cùng Đã, tôi xin uh, trình bày thêm một số kinh nghiệm thế như vậy vâng ạ chúng à, em xin thêm ý kiến bình luận thêm của bác sĩ uh, huỳnh ngọc long ạ à, trong cái uh, những cái tip tricks để mà mình can thiệp tổng động mạch vành thì trong cái bài của giáo sư và giáo sư Hoàng Tiến có nhắc tới cái B fusion balloon. À, nhưng mà trong thực tế thì tôi thấy ít thấy nơi nào, nào có sử dụng cái đó. Không biết là ý kiến của giáo sư về vấn đề này. Bẹ fusion balloon, mình chỉ dùng cái balloon thông thường thôi, mình bích chặn. Nhưng mà bẹ fusion balloon thì mình gần như trong thực tế mình ít thấy vâng thực ra thì cũng có một vài hãng họ có cái bóng chuyên dụng có cái câu chuyện đấy ạ à, tuy nhiên trong trong một lần câu lạc bộ tim mạch can thiệp sinh hoạt thì à, các bạn đồng nghiệp có chia sẻ một cái phương án tức là chúng ta có thể đặt một cái catheter vào đó chúng ta bơm quả bóng lên để bít cái chỗ thông lại và không thủng ra và sau đó chúng ta có thể bơm máu qua cái micro catheter cho đoạn xa à, thì đấy là cũng là một cái giải pháp để mà làm được. À, được à, để mà giúp cho cái phần tươi máu phía xa Và tránh không cho à, Tức là Bệnh nhân đau ngược vân vân đấy ạ Thì đấy là một cái mẹo để làm Bây giờ hiện nay trên thị trường thì có cái loại bóng Mà nó cho phép là chúng ta Nó có sẵn lỗ thông Và như vậy thì chúng ta có thể dùng để bơm lên Trong lúc mà chúng ta chờ đợi à, Chúng tôi um, rất là ấn tượng Bởi một cái chi tiết là uh, Của bác sĩ uh, Của phó sư anh Tiến Trình Bày Tức là À, có một trường hợp mà chúng ta bị đông lại stent mà lúc mà chúng ta reverse lại cái heparin Thế thì đấy là một cái một cái điểm mà chúng tôi muốn nhấn mạnh lại các bạn đồng nghiệp là trên thực tế khi mà chúng ta bị thủng mạch vành chúng ta thường có khuynh hướng đảo ngược heparin nhưng mà đảo ngược heparin sẽ gây uh, tác hại nhiều hơn là lợi ích Và việc quan trọng nhất là chúng ta dùng quả bóng nong lên để chít lại cái chỗ đấy không cho chảy tiếp sau đó chúng ta nghĩ các phương án để bít thì tốt hơn mà nếu chúng ta đảo ngược heparin cái biến cố xảy ra khi huyết khối nó sẽ nặng nề và khó xử lý hơn là cái biến chứng cho chảy máu và vì thế chứ là trong các cái algorithm hiện nay thì người ta không coi cái chuyện đồng cái heparin là một điều cần thiết trừ phi là nếu mà chúng ta chuyển mổ cấp thì là, là câu chuyện khác à. À, thì đấy là một vài cái 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 tip mà chúng ta đang chia sẻ có lẽ là bác sĩ Phương đã trình, đã chuẩn bị xong rồi thì xin phép được mời bác sĩ Đặng Duy Phương trình bày cái ca can thiệp tắc nghẽn mãn tính của mình ạ. À, kính thưa các thầy trong chủ tọa đoàn cũng như các bạn đồng nghiệp à, tham gia online. À, hôm nay em xin trình uh, bày một cái uh, trường hợp uh, ca tổn thương tắc mãn tính. À, đầu tiên em xin định nghĩa sơ qua về tắc mãn tính đó là một cái uh, tắc hoàn toàn uh, lòng mạch với dòng chảy là tim y không ít nhất là khoảng 3 tháng và trong đa số trường hợp thì được xác định bằng những cái triệu chứng uh, về nhồi máu cơ tim hoặc là những cái khởi phát triệu chứng ở những cái vùng nhồi máu trước đó về chỉ định can thiệp uh, cto uh, dựa theo những cái khuyến cáo gần đây thì khi chúng ta quyết định là bci cto chúng ta phải được cân bằng giữa những cái lợi ích về can thiệp cũng như là cái nguy cơ rủi ro khi can thiệp những cái tổn thương tắc mãn tính uh, trước khi cto chúng ta nên đánh giá những cái thang điểm về khả năng thành công uh, cũng như là những cái biến cố thời gian khi mà chúng ta làm cto vì tắc mãn tính là một cái tổn thương khó Uh, thời gian làm lâu và có nhiều những biến chứng có thể nguy hiểm như là những cái bài trình bày của thầy Quang cũng như là thầy Tiến đã trình bày trước đó những cái thang điểm đánh giá CTO như là G Score hay là Progress CTO Completion uh, hoặc là những cái New CTO Progress CTO Completion Score ở năm 2022 để chúng ta đánh giá những cái nguy cơ những cái đánh giá những cái biến chứng quanh thủ thuật về chiến lược CTO thì chúng ta có hai chiến lược chính thứ nhất là chúng ta sẽ đi xuôi dòng hoặc là chúng ta sẽ đi ngược dòng và chúng ta có cái lược đồ CTO để uh, những cái hướng dẫn cơ bản những cái bước uh, khi chúng ta tiếp cận một cái tổn thương CTO về bệnh án đầu tiên em xin trình bày là một cái bệnh án là một bệnh nhân nữ uh, nhập viện vì khó thở đau ngực một cách đây một tuần uh, tiền căn là có nhiều máu cơ tim cách đây hai tháng nhưng mà chút đó thì chưa có được chụp mạch máu Uh, bệnh nhân có tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn lipid máu, uh, siêu âm tim thì uh, giãn thất trái và bệnh nhân có nhiều vùng tim giảm động cũng như vô động với EF function giảm khoảng 25%, có hở van hai lá trung bình và có một cái tràn dịch màng tim nhẹ nhưng mà không có dấu tràn ép. Về điện tâm đồ thì chúng ta thấy là có những cái sóng quy ở thành trước uh, khi chụp mạch vành thì chúng, bệnh nhân đã tắt hoàn toàn cái nhánh liên thức trước và có hẹp nặng cái nhánh chéo cũng như là hẹp cái mạch vành phải và bệnh nhân được khuyến cáo là có thể là để mổ bắt cầu mạch vành à, tuy nhiên là người nhà không có đồng ý à, từ chối không mổ bắt cầu nên chúng ta sẽ chuyển chiến lược là chúng ta sẽ à, quyết định là can thiệp mạch vành cho bệnh nhân à, về kế hoạch thì bệnh nhân là bệnh ba nhánh mạch vành hẹp cả mạch vành trái cũng như là mạch vành phải. Nên kế hoạch đầu tiên mà em đưa, đưa ra là chúng ta sẽ làm CTO LD trước và uh, LCX ở lần đầu tiên. Uh, sau đó thì chúng ta sẽ làm ở mạch vành phải. Uh, khi đánh giá các thang điểm cũng như G-score, Progress CTO, uh, score để đánh giá những cái nguy cơ cũng như là cái khả năng thành công của, uh, của trường hợp can thiệp và quyết định cái plan kế hoạch là chúng ta sẽ đi xuôi dòng đầu tiên là chúng ta chụp kiểm tra cái đường đi khi mà quay tiếp cận với lại cái tổn thương tắc mãn tính cái quay đầu tiên chúng ta sử dụng đó là một cái quay mềm để dễ dàng tiếp cận với cái điểm tổn thương tắc mãn tính cũng như là dẫn đường cho những cái micro catheter sau khi tiếp cận được tổn thương thì cái quay thứ hai chúng em chọn đó là cái quay Filder XTI với cái đặc điểm là nó có lớp ái nước và có thể dễ dàng lướt qua những cái tổn thương tắc mãn tính. À, khi mà lướt qua tổn thương tắc mãn tính thì đi đến đoạn xa thì uh, chụp xuôi dòng. Giờ chúng ta thấy là nó đã đi đến đoạn xa nhưng mà cái quay đi ra hướng lịch qua phải. Uh, thì nghi ngờ đây là nó mình đã đi vô uh, cái nhánh bờ của cái uh, nhánh liên thức trước. Uh, sau đó thì... Uh, chúng em quyết định là nông bằng một cái bóng nhỏ để coi coi là cái đường đi như thế nào vì cái quay đi tương đối là nó uh, trơn mềm và nó không có những cái uh, vướng khi mà đụng chạm những cái thành mạch hay là những cái tổn thương vôi hóa và chúng ta thấy là có cái dòng chảy xuôi dòng cũng như là xuất hiện cái nhánh uh, diagonal rất là lớn uh, nghĩ là mình đã đi đúng vào cái uh, đường của nhánh liên thức trước nên chúng em quyết định là sẽ nông tiếp bằng những cái bóng lớn hơn để xem kỹ cái đường đi của của cái nhánh như thế nào ở trường hợp này chúng ta thấy là khi mà thấy Yuguna chúng ta thấy một cái nhánh nhỏ ở vị trí mũi tên thì nghĩ đây là nhánh liên thức trước nhưng mà khi mà chụp uh, xuôi dòng cũng như ngược dòng kiểm tra thì thấy là cái cái tuần hoàn bàn hệ từ mạch vành phải qua nó có vẻ nó cắt cái nhánh của chúng ta một khoảng chứ không phải là đúng cái nhánh uh, liên thức trước À, sau đó chúng ta nong bóng lớn hơn để chụp kiểm tra lại thì thấy rằng đây là một cái nhánh điều nan lớn và nhánh liên thức trước lại xuất phát lệch về bên trái à, nên chúng ta nên đã dùng cái quay mềm để đi lại vô nhánh chính à, nong bóng kiểm tra và sau đó thì à, quyết định là đặt stand cx trước tại vì cái tổn thương của nhánh led này á, là nó tổn thương ra đến lỗ và dự kiến là sẽ đặt cái stent từ lỗ xuất phát của led như vậy thì nếu mà chúng ta đặt cái sen LED trước thì khi mà quyết định can thiệp CX có thể sẽ vướng và ảnh hưởng đến cái stent ở LED à, nên ekip quyết định là sẽ đặt stent ở nhánh Lx trước, sau đó mới uh, đặt cái stent ở bên nhánh LED à, Và đây là cái kết quả tổn thương uh, kết quả sau khi can thiệp uh, cái nhánh LED cũng như là nhánh CX à, thì sau đó một tuần bệnh nhân được uh, can thiệp thì hai ở uh, nhánh mạch vành phải khi mà kiểm tra lại thì thấy cái kết quả tốt và cái cái cái, cái tổn thương cái, cái 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 đường kính mạch máu sau chỗ đặt stent ở LD nó giãn ra thì giống như là Phó Giáo sư Quang nói ở cái bài đầu tiên ấy, là những trường hợp mà tắt uh, mãn tính thì mạch máu nhìn hình ảnh có thể sẽ nhỏ hơn thành thử cái lựa chọn stent vừa kích thước uh, đây là một cái chứng minh cho thấy là khi chúng ta chọn Uh, điều trị một thời gian thì cái mạch máu đã nó giãn ra sau khi được can thiệp uh, một cái ca lâm sàng thứ hai là một bệnh nhân 72 tuổi cũng nhập viện bị đau ngực nhồi máu cơ tim uh, chụp ra đã tắt ba nhánh mạch vành uh, và được can thiệp ở mạch máu RCA trước sau đó được điều trị nội khoa tuy nhiên sau một thời gian điều trị nội khoa thì bệnh nhân vẫn còn có những cái triệu chứng đau ngực nặng ngực khi gắng sức Ờ, nên quyết định là sẽ kiểm tra lại cũng như là cân nhắc cái chuyện là can thiệp mạch vành trái khi chụp kiểm tra mạch vành phải thì cái sten trên mạch vành phải còn thông tốt và nó có tuần hoàn bàn hệ qua mạch vành trái khi chụp mà đối bên thì chúng ta thấy rằng cái tổn thương của mạch vành trái tắc mãn tính rất dài và Nhìn hình ảnh thì nghi ngờ đây là một cái tắc hai tầng ở đoạn gần mạch vành phải và có một cái đoạn tắc ở đoạn giữa mạch vành trái. Ờ, kế hoạch là sẽ cố gắng nông cái mạch vành trái ở LED, tuy nhiên nếu mà trong trường hợp không được, chúng ta có thể chỉ nông bóng để tạo dòng chảy, để tăng cái khả năng nuôi cơ tim ở từ LED. Và plan cũng là tiếp cận xuôi dòng. Ở, ở những cái này chúng em xài ba quay đầu tiên là một cái quay mềm sau đó là hai cái quay cto là Fielder xt và Gaia first khi mà quay mềm tiếp cận đến uh, sang thương ở trên đoạn gần của uh, nhánh liên thức trước đổi qua quay uh, Fielder xt thì uh, đi vào được cái nhánh vách uh, đi xuống được, được đến đoạn giữa của mạch vành trái tuy nhiên là không có xuống được đến đoạn xa thì nghĩ đây là một cái tổn thương cứng và ở đây là một cái vị trí chia đôi có một cái nhánh diagonal ở đoạn xa của LED à, nên chúng em quyết định là sẽ đi vào nhánh vách và nong bóng ở đoạn gần LED để coi cái tổn thương cũng như là cái giải phẫu mạch vành như thế nào thì sau khi mà nong nhánh vách và chụp kiểm tra thì chúng thấy là ở đoạn gần EOD nó có một nhánh uh, bờ khá lớn và sau khi mà cho cái nhánh bờ đó thì nó đã tắt lần thứ hai. Đó là như dự kiến ban đầu đây một cái trường hợp tắt hai tầng. Và cái nhanh cái quay mà field XT không có đi xuống được nữa. Nên kêu uh, em đổi qua cái quay thứ hai, đó là quay Gaia First với cái độ cứng của Gaia First cũng như là cái đầu tiếp đã được định hình thì chúng ta dễ dàng hơn trong cái việc chỉnh qua cái tổn thương tắc mãn tính. Thì với quay cái quay uh, Gaia first thì chúng ma, chúng em đã qua được cái uh, tổn thương tắc mãn tính ở uh, tầng 2 và xuống được đến cái đoạn xa của mạch vành trái. Khi mà chúng ta chụp ngược dòng thì thấy cái LD có vẻ ngắn. Tuy nhiên sau khi nong bóng uh, và chụp kiểm tra thì thấy rằng cái LD này nó uh, rất là dài và nó qua mỏm rất là xa à, và sau đó nông mà bằng bóng lớn cũng như là đặt hai stand kéo dài từ đoạn xa của uh, LED đến cho đoạn gần của LED và đây là kết quả sau khi can thiệp vậy thì sau hai qua hai cái ca này chúng em thấy có rút ra một số vấn đề đầu tiên thứ nhất là chúng ta nên đánh đánh giá cái tổn thương cũng như là những cái nguy cơ biến chứng trước khi can thiệp thật là cẩn thận, cũng như là phải giải thích, đồng hành cùng với người nhà trong cái vấn đề can thiệp những cái tổn thương tắc mãn tính vì đây là những cái tổn thương rất là khó, cũng như là cái nguy cơ biến chứng thủ thuật cao. Và quai CTO thì chúng ta nên lựa chọn theo step by step từng bước một, từ quai mềm đến những cái quai cứng hơn có lớp ái nước, cũng như là những cái quai có cái độ cứng nhiều hơn như gai Alphos, second hoặc là miracle thì sẽ giúp cho chúng ta control được cái tổn thương cũng như là cái khả năng mà qua tổn thương nó tốt hơn và đồng thời cái tầm quan trọng của nhánh bên trong CTO để chúng ta chắc chắn được rằng liệu cái uh, tổn thương này chúng ta đã vào đúng cái lòng thật hay chưa và giúp cho chúng ta có thể tạo được những cái hình ảnh để khẳng định cái đường của chúng ta đi là đúng hay sai và quan trọng nhất là khi mà tổn thương giống như là đã làm lâu rồi đã sử dụng sử dụng cái lượng cản quan rất là nhiều cũng như là nghi ngờ có những cái biến chứng thì cái việc dừng lại đúng lúc hết sức quan trọng trong cái chuyện là bảo toàn cái độ an toàn cũng như là cái có thể để can thiệp lần sau cho bệnh nhân Dạ, cảm ơn sự theo dõi của quý đồng nghiệp vâng xin cảm ơn bác sĩ đặng duy phương đã trình bày hai ca và chúng ta có thể thấy là cái cách tiếp cận là xuôi dòng và tăng tăng dần các cái mức của các cái gai OI giống như là anh phương đã chia sẻ và cũng như là cái tầm quan trọng của các cái nhánh bên để chúng ta có bảo để có thể dò ra được đường và một lần nữa chúng ta nhìn thấy là cái tầm quan trọng của cái việc mà chúng ta phải chụp bằng hệ rất là kỹ để chúng ta có thể đánh giá được từ xa bởi vì khi chúng ta nong nhánh bên thì đâu đó cũng chúng ta cũng sẽ phải đối mặt với câu chuyện mà chúng ta có thể gây ra cái đai sách